Chào cô. Hello Simon. Ok. Rồi con làm gì, con chơi bời gì mà con mồ hôi mồ kê ghê vậy? Hả? Sao hình nó chập chờn vậy ta? Sao con? Cô nhìn nào, hào rẽ đây. Người mau ra đây cho ta. Gì vậy? Gì vậy? Cửa hào. Đứng lại. Đó, cô thấy không? Cô thấy không? À, no. Cô thấy không? Tôi quên mọi người. Dạ dân. Có lúc tôi kiếm mà cô. Rồi, thôi học tiếp đi. Gì vậy? Rồi, đóng phòng cửa phòng lại đi. Để em ở ngoài chơi với anh em vậy sao không? Đi con. Được chưa? Rồi, bây giờ cô share bài với con nhé. Now, this is our lesson for today. Đây, bài của mình hôm nay đây. Ok, gì? Ủa sao con không thêm con? Sao? Cô... Rồi bây giờ cô share bài với con nè. Ủa cô, tại sao? Tại sao con không nhìn thấy bài? Thì bây giờ đã share đâu con mà nhìn thấy bài. Giờ con nhìn thấy bài chưa? Ok. Now this one, eyes on me and listen to me. Con nghe nhé. Now this one, about why animal. Why animal? À, con có từ why animal là những cái động vật mà sống ở trong rừng ha, động vật hoang dã đó. Can you tell me some why animals? Con nói kể cho cô nghe xem nào. Con biết con gì? Con gì là động vật hoang dã nào? Let me know some. Tất nhiên là con cá. Tiếng Anh nha, tiếng Anh nha, không phải tiếng Việt nha. Được rồi, tiger. Tiger. Gì nữa nào? Hả? Elephant. That's right. What else? Anything else? Fish. Fish? Fish? Really? Fish? Some fish is wild animals. And how about others? Con gì nữa? Nhưng mà con fish không tính nha cô. À. Bây giờ con sẽ tính không? Tôi animal, elephant. King lion đúng mà. Ah, lion, that's right. Others. Có gì nữa? Không là gì ta? Sắt. Con sắt. Rồi. Con chọn chơi sắt như cơ. Sắt. Coral. À, cá mập hả? Sack, sack, okay. And how about, hả? Nuôi ba ba. Gì ba ba? Ở đâu mà nuôi ba ba? Thì ở để mua cá. Ừ. Okay. Cái gì vậy? Rồi bây giờ mình xem nha. Nè, con có con gì? Monkey nè. Giraffe nè, bear nè, wolf nè, many, a lot of wild animals. Okay, crocodile. Right, now see, we have this song here.
See what animal you can see in this song. Con xem thử nhé. À, cái bài này con. Stomp like elephant. Stomp like elephant. Zoo. Go to the zoo. Let's go to the zoo and stomp like the elephants do. Let's go to the zoo and stomp like the elephants do. Elephant. Now next. Tiếp theo con có gì đây? Stomp, stomp like elephant. Stomp. Okay. Jump like kangaroo. Jump, jump. Let's go kangaroo. To the zoo and jump like kangaroo. Let's go to the zoo and jump like the kangaroos. Kangaroo. Next. Jump. Now next. Swing like monkey. Swing, swings Let's like monkey. Go to the zoo and swing like the monkeys do. Let's swing. Go to the zoo and swing like the monkeys do. Okay, swing, swing like monkeys. And next, swing. Ah, swing. Con có đu cái dây đó, giống như con khỉ á, thì gọi là swing. Waddle like penguin. Now, penguin, waddle. Let's go to the zoo and waddle like penguin. Nó con đi mà con lúc lắc như vậy gọi là waddle. To the zoo and waddle like penguins do. Waddle. Next, xem tiếp nha. Waddle. Slither like snake. Snake. Let's snake. Go to the zoo and slither like slither. Snakes do. Let's go to the zoo and slither like the snakes do. Snake. Okay. Slither. Swim like swim polar bear. Like polar bear. Let's go polar to bear. The zoo and swim like the polar bears do. Let's go to the zoo and swim like the polar swim bears do. Swim like polar bear. Okay. Rồi tiếp theo nào, mình xem còn con gì nữa ha. Swim. Swim like polar bear. Swim. Okay. Next. Let's go to the zoo and dance like the animals do. Let's go to the zoo and dance like the animals do. Okay, that's all. Some animals, why animals here? Now, you have no vocabulary. Bear. Now, bear. Từ nào con chưa biết thì con ghi vào nhé. Bear. Từ này con biết rồi đúng không? Bear. Bear là con gì nhỉ? Bear là con gì vậy Simon? Bear. Con sư tử phải không? This is a bear. A bear là con gì ta? Con sư tử phải không Simon? Là không, đó chính là con gấu. Ah, yes, that's right. Now this one. Crocodile. Now crocodile. Crocodile. Okay. Con nhìn thấy con cá sấu ở ngoài chưa? Dạ con thấy. Hả? Dạ con thấy. Ừ, con thấy hả? Con có sợ không? Nó màu gì ở ngoài? Nó màu gì sai mình? Cô chưa thấy luôn. Chắc cây hả? Thì rất nhiều nó cũng sẽ một là màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây luôn hả? Ok, next. Con có con gì? À, con này dễ nè. Nào, elephant. À, bài bữa nay dễ ha, sao mình khỏi phải ghi từ ha. Elephant. Next. Hippo.
Nào, hippo, hippo là con gì vậy Simon? Hippo. Yes, that's right. Okay, now camel. Next, camel. Ai cái từ này chưa biết nè, camel. Con ghi vào vở đi nào. Camel là con gì ta? Camel là con lạc đà. À, con lạc đà. Okay, nào con ghi vào vở đi nào. Camel. Cái này con biết rồi. Biết rồi hả? Không biết có thuộc từ không? Nghi sợ chưa thuộc từ, có biết đọc không thuộc từ qua. Camel. Okay. And this one, con này mà không biết nữa là thôi luôn à. Con này là giraffe. Nào, giraffe. Giraffe. Rồi cái con giraffe này nó đi từ từ ghê quá ha. Giraffe. Okay. Giraffe. And now you have structure. Don't. À, ví dụ con có từ don't có nghĩa là không, hoặc là do not. Do not thì nó viết tắt của nó là từ don't. Ví dụ như con sẽ có là I like elephant, nhưng mà không thích thì I don't like crocodile. Okay, I don't like. Con nhớ chưa? I like và I don't like. Con ghi hai câu này vào vở đi. Con ghi chữ do not này bằng chữ don't và nó có nghĩa là không. Con ghi vào vở đi Simon. Now I don't like, I like elephant and I don't like crocodile. Cái gì? Có lần con cũng ghi cái này. Nhưng mà có thuộc không? Bây giờ vậy á, con ghi rồi, con ghi cho cô hai cái câu ở dưới này thôi. I like elephants and I don't like crocodiles. Con ghi cái câu này, hai câu này thôi. Thì con sẽ biết thích và không thích đó. Ok. Gắn bút vô viết đẹp luôn. Thôi viết đọc ra được thôi chứ viết đẹp làm chi. Có phải học trên trường đâu, viết cho đẹp. Con chỉ nhìn con thấy là được. Viết càng đẹp thì càng đẹp. I like, I don't like, I like elephant. Ok. Chưa xong cô. I don't like crocodiles. Đó, cái này là ở trong bài. Còn con thì sao? What animal do you like and what animal don't? Được rồi, con like? Con bóng rồi. À, còn con thích con gì nè? Sao mình thích con gì? What animal do you like? I like. Con viết câu trả lời lên trên màn hình cho cô xem. I like. Ví dụ như con thích con gì, con viết lên cho cô xem nè. I like. Con này hơi khó viết cô. Thôi kệ. Con bấm cái T văn bản. Viết cho nó nha. Được rồi. I like. Con viết xem. Ôi trời. Hãy
Ah, I like dinosaur. Oh, really? And what animal don't you like? Con không thích con vật nào? Thì con sẽ viết sao? I don't like dinosaur. You like dinosaur. Okay. Cô chờ con chút nha, con bấm cái English này kìa. Không phải English rồi, ok. Rồi chưa nào? I don't like, con không thích con gì? I don't like. Cô chờ con chút nha. Tại vì cái này game này, cái này nó bị lỗi. Cô thấy chưa? Rồi cô bị đơ hả? Rồi cô. Alo 123 Max. I don't like pig. Okay. Nhưng mà Simon, cái chữ pig á, cái con đó nó là nó đâu có, nó không có phải là wild animal, nó là farm animal mà, nó là con vật ở nông trại mà, thì nó đâu phải là wild animal, nó đâu phải động vật hoang dã. Con không thích cái con heo rừng á hả? Ừ đúng rồi. Hay là sao? Con không thích con heo rừng hay sao? Đúng rồi cô. Ý con là con không thích con heo rừng hay là con thích không thích con lợn ở nhà? Là con không thích con heo rừng á chứ. Hả? Sao cô không nghe con nói gì thế ta? Sao tự nhiên con không nghe con nói mất tiêu rồi, bị gì rồi ta? Con đợi cô xíu nha. Sao tự nhiên con nói cô không nghe được hè? Nó bị gì rồi? Con đợi cô xíu, cô chỉnh cái loa xem. Alo, sao mình nghe không con? Dạ con nghe. Ok, bây giờ nghe rồi. Ý con là con lợn rừng á hả hay sao? Dạ đúng rồi, con là lợn rừng á. À, con lợn rừng á là cái con này nè, để con đợi cô xíu nha. Chứ nó không phải là con pig đâu, nó ở trong rừng, nó đâu phải là con pig đâu. À, nhưng mà con nói pig là cô có hiểu không? Hiểu rồi. Ok. Tại con đâu có biết chữ tiếng Anh của con là gì đâu. Rồi, con đó là cái từ này nè, boar. Từ này rồi, đây, để con viết trong vô chat đi, boar. Con có từ boar. Boar. Hoặc là con có từ wild boar. Đó là lợn rừng. Boar là gì? Boar. Là con lợn rừng đó, boar. Là con lợn rừng đó, boar. Boar. Boar, boar là con lợn rừng đó. I don't like thì con sẽ có cái câu gì? I don't like. I don't like boar. I don't like boar and I like dinosaur. Dinosaur. Okay. Okay, how are you? Tự nhiên con ghi how are you là gì? Còn con hỏi cô hả?
Cô thích con gì á hả? À, ok. Rồi. Đây rồi. Con không có. Nhưng mà con bấm ba cái nó hiện ra ba chữ. Ừ. Rồi, bây giờ nha. Đó, ví dụ như hỏi, ai hỏi con là what animal do you like? Thì con nói là I like elephant, but I don't like. À, không phải. I like dinosaur. I don't like boar. Ok. Next, mình xem tiếp theo nha. Look, read and number. Oh, cái này dễ nè. Can you do it? Bear, crocodile, elephant, giraffe and hippo. Now, let's do it. Mấy cái hình này vui quá hả? Con hà mã nhìn nó điên loạn quá ha. Nhìn con hà mã đúng điên loạn luôn á. Con gấu thì nó nhìn nó xấu xa. Đúng không con? Gì con gấu? Con gấu nhìn xấu xa đúng luôn. Con gấu thì nhìn nó quá xấu xa. Còn con hà mã thì con nhìn con muốn đập nó lắm luôn. Tại vì nó quá quẹt. Rồi cô. Ok. Cô. Này. Bây giờ con nối vào đi. Áp nha cô. Con không, hoặc là con nối vào, con nối từ cái chữ vào cái hình cũng được. Chứ con làm gì con xóa 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 vậy. Con giraffe là màu xanh nha cô. Còn con gấu là màu đỏ. Ok. Con màu đỏ chứ. Và bây giờ con hippo thì màu xanh ơi. Trời ơi thiệt cái. Trời ơi hippo nó màu xanh. Màu con gấu nhìn nó xấu xa cho nên con sẽ cho nó màu đen. Còn con elephant thì con sẽ tính màu. Dạ được rồi cô. Okay, that's right. Okay, good job. It's easy for you. Now, the first one, bear. No. Okay, you do well. Oh, nhưng mà con làm hả? Đối với con hà mã thì con nào nó sẽ thắng? Con gì? Con gì với con gì? Con gấu đối với con hà mã thì con nghĩ con nào sẽ thắng? À, con nghĩ chắc con gấu à? Con hà mã nó cũng hiền, nhưng mà con hà mã nó cũng biết bơi ha, hay là nó là ác, nhưng mà con gấu nó cũng biết bơi vậy. Nhưng mà con không, con nghĩ là hà mã mạnh hơn, chứ con hà mã nó mà đè một cái con gấu thì chết. Nhưng mà con hà mã nó sẽ hiền hơn, con hà mã nó hiền hơn. Con hà mã là nó ăn rau rau củ chứ nó đâu có ăn thịt giống như con gấu đâu. Trời ơi, nhìn con hà mã chịu nổi luôn á. Qua bài khác nha. Rồi. Ê, bài này khó hơn nè Simon. Con làm xem đi làm nha. Ê, trời ơi, cái bài này nó khó quá cô. Thôi cô lấy một bài khó quá. Sao cô cho một bài khó quá cô? Sao cô tự... Con điền xem. Bây giờ cô cho con nhìn lại cái từ kia một lần nha. Rồi con làm bài này nha. One minute. Con nhìn sao một lần là... Rồi chờ con nhúc nha. Thì hồi nãy cô nói con ghi cái từ lại đi. Con không chịu ghi. Thấy chưa? No. Bình 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 bình. À cô chờ con chi. Ghi cái chờ. Thôi kệ qua lại. Nhanh lên. Cô qua bài
Ủa, quá bài. Rồi, ok. Nào, rồi. Let's do it. Ok, chơi luôn. Yeah. Con khai mẹ. Bình. Cô cho con coi cái bài hồi nãy lại đi. Một lần nữa nha, con nhìn cho kỹ đó, con nhìn cho kỹ đó, con không có có cho xem lại nữa đâu. Cái bài lạc đà nha. Ủa, hồi nãy con tính cái bài lạc đà nữa hả? Có con lạc đà nữa hả? Chà, cái con lạc đà đó ở xa lắm. No. Hồi nãy cái con lạc đà, cái con lạc đà là cái từ này nè, camel. Camel. Rồi, ok, lại mình đố đi. Trời ơi, cái quần quen. Rồi chưa, làm nha. Dạ rồi, ok, camel. Rồi, bây giờ là sai đáng chịu đó. Này, làm xem, con làm xem. Rồi, ok, chơi luôn. Sợ gì? Sợ. Rồi, be. Cô chơi màu đen, cô chơi màu đen luôn. Chữ A. Ủa thì sao hồi nãy mình có chữ A? Bây giờ đó. Giờ rác. À đây. Chờ con chút nha cô chờ con. Ok. Viết ở đây. Rồi, ok. Rồi. Rồi, nào, number 2, giraffe. How do you spell? Hồi nãy cô nói con là phải viết vô vở mà con không chịu. Rồi, nào, crocodile. Có biết không đây, crocodile? Crocodile. Mình mới viết. Kỳ vậy cô, đáng lẽ phải có 4 cái chữ chứ tại sao chỉ có 3 cái đó vậy? Có 3 chữ thôi, nó sẽ không có S. Có một con cá sấu thì nó đâu có chữ S đâu. Con đúng rồi đó. Rồi, elephant. Nào, next elephant. Mỗi cái gạch là mỗi chữ cái thôi. Ê, hey, coi lại cái chữ elephant cha nha, chữ hippo nữa nha. Hey. Elephant. Tan tan. Đây.
ghi trên màn hình cho nó nhanh. Con gấu. B. Con tiếp theo là con gì? Con giraffe hả? Đây. Giraffe. Đúng chưa cô? Rồi cái tiếp theo là con cá sấu. Crocodile. Giraffe. Con sai rồi, thôi con làm chưa hết đi. Cô nhưng mà hả? Crocodile thiếu chữ. Crocodile. Không, giữ crocodile con đúng rồi đó. Hả? Giraffe. Giraffe. Giraffe sai chỗ nào? Không biết thì thôi qua đi, elephant đi nào, elephant. Giraffe đúng rồi mà. Giraffe đúng. Giraffe đúng. Giraffe đúng. Giraffe đúng. Elephant. Camel. Cuối cùng camel. Rồi chưa? Elephant. Dạ chưa. Chưa. Đúng chưa? Hết rồi đó. Hippo, okay, hippo, còn hippo. Right. Hả? Còn hippo. À, còn từ hippo nữa. Nào. Cô chờ con chút nha, con xem chữ hippo nó sao. Hippo. Rồi, ok. Cô chờ con chút do chữ hippo nó theo chữ B nữa nha. Sai theo chữ B nữa nha cô. Chữ theo chữ B nữa.
Dạ rồi sao nữa cô? Đây. Bây giờ cô nè, mình xem nè, con sẽ có câu thứ nhất nào. Bear, con đúng rồi đúng không? Bear. Ok, number two. Now, remember giraffe, double F and E. À, nha, yeah, chứ không phải là F rồi double E đâu. Double F, E. Giraffe. Now, crocodile, con đúng rồi nè. Trời ơi, cái từ elephant mà cũng sai á. Nè, ele, cái chữ này là viết sao đọc vậy à? Elephant. Ok. Tiếp theo con có gì nữa? Hippo. Hippo là chữ I rồi double P. Hippo. Ok. Chữ camel là đúng không? Camel. Ok, nào rồi bây giờ con đọc lại một lần với cô nào. Bear. Bear. Giraffe. Giraffe. Crocodile. Crocodile. Có cái chữ hai chữ E này cô, chờ con chút nha. Con phải sửa hai chữ E thành hai chữ F. Cô chưa E đầu tiên rồi viết chữ F rồi chữ E đầu tiên rồi xong. Okay. Now next, look and answer. À, bây giờ con sẽ nhìn vào cái mặt nè và con sẽ cái mặt nhỏ nhỏ cái icon ở phía bên dưới đó thì con sẽ trả lời là I like hay là I don't like. Con chỉ cần nói thôi, con không có cần viết ra đâu. Không, cái bài hồi nãy con rút kinh nghiệm con không biết. Rồi ok. Thế còn ôi giời, cái này dễ. Dễ. Ok. Con cứ câu thứ nhất là sao? Con sẽ trả, con đọc câu thứ nhất cho cô xem. Nào, number one. Number one, Simon. I like. Con viết đây. Thôi đừng viết nữa. Con đọc lên là được rồi. Viết đọc đi. Con học tiếng Anh mà con không có đọc luôn á. I like. I like hippo. No. Hả? À rồi, con sẽ nè thấy nè. Ví dụ như con thích nhiều con Hà Mã thì con sẽ có I like. Chữ hippo của con sẽ thêm S nữa. Hippo. Thêm S nữa. I like hippo. À. Tại vì con gấu nó xấu xa với con cá sấu nó xấu xa cho nên người ta kịp đề là nhưng rồi number two nè, number two rồi. Ok, how about number two, cái hình số 2 nào, hình số 2 sao Simon? Ôi tại sao cô cứ gửi cái trò chuyện mà ơi đừng có nói cô thích con hippo như cô cái gì cái hình ở trong đó chứ cô có thích đâu. Rồi làm đi con. Hippos. Amateur. I like giraffes. Ok, number 3. Câu số 3 con làm sao nè? Number 3. I don't like bear. I don't like bear. Yes. Number four. Number four now, Simon. Number four.
I chọn là con sẽ có từ giraffes, con thêm s vào. I like giraffes. I draw like cái chữ draw like là con viết làm sao? Cái từ draw là nó như vậy chứ Simon. Từ draw á là nó dày chứ draw. À. Rồi, ví dụ như I draw like bears. À. Tại vì cái con gấu nào con cũng thích mà chứ đâu. Con xóa chữ đó đi. Con không thích gấu. Thì I draw like bears. Tiếp theo nào. Number four, con sẽ làm cái gì? Bây giờ con bỏ cái đó. Bây giờ con viết chữ I don't like lại. Đúng rồi. Cô nói con mà con I don't like bears. Con thêm chữ S vào. I don't like bears. Con không thích nhiều con gấu mà. Còn nếu mà con không thích là I don't like a bear, con phải thêm chữ a chứ con đừng có để nó không như vậy. I don't like a bear. Rồi con bên dưới con sẽ viết làm sao? I like elephants. Con sẽ thêm chữ S vào nữa. I like elephants. Tại vì con voi nào con cũng thích mà con thích nhiều con voi. Elephant. Con không thích. Con không thích hả? Rồi. Rồi không thích thì thôi. Thì con sẽ làm là I don't like elephants. Rồi. The last one. Câu số 5 nào. Cũng hơi dài con chữ mà con. Hử? Hơi dài con chữ mà. Con nói gì cô không có nghe. Thì có con elephant nó đánh nhau. Có con elephant nó không đánh nhau. Ok. Rồi câu cuối cùng con sẽ làm sao nào. Ví dụ như con thích cái con elephant này thì con nói I like this elephant. Con thêm chữ this vào. Cái con elephant này này. I like this elephant. Hoặc là con không thích thì I don't like. I don't like this elephant. Rồi, nào, câu cuối cùng đi Simon. Câu cuối cùng con sẽ làm sao? Tự nhiên mà con xóa gạch gì đi vậy? Nào, câu cuối cùng đi không? Con viết nó chưa rồi. Câu cuối cùng đi Simon. Rồi, con xóa đi. Tự nhiên con bé ê, cô đang có xóa câu trả lời của con luôn rồi. Trời ơi. Sorry. Rồi, ok, here. Cô viết lại câu trả lời. Rồi, bây giờ con sẽ có cái gì? Bây giờ cô sẽ cho con xem cái câu trả lời đây nè. À, mình sẽ có gì đây? Nè, I like hippo. Cái này nó còn không có S.
Rồi I like giraffe, nó giống của con này. I don't like bear. Nhưng mà con nên đặt ở đây hơn chứ con đừng có để không. I like elephant and the last one, I don't like crocodile. Ok, con hiểu hết bài này chưa Simon? Con hiểu bài này không? Chưa. Ừ, bài này hôm nay dễ hiểu nè. Nào, shark attack. Con chơi cái game này nhá. This one, tấn công con cá mập ha. One, question four. Con sẽ có gì đây? Question four, I don't like. What animal do you like? Nào con nhìn cái hình và con sẽ nói, con trả lời cho cô xem. I like. Đây con biết. I like camel. That's right. À, vậy là con đi được một bậc ha. Rồi. Vậy là cái bạn này nhảy xuống được bậc chứ. Ok. Tiếp theo nha. Number two. What animal is it? Now Simon, what animal is it? It's a bear. Yes, it's a bear. Mình xem nha. Rồi, cho bạn này nhảy xuống bậc nữa ha. Ok. No, không. Rồi bạn này nhảy xuống sao? Now, number three. The question is, do you like elephant? Do you like elephant? Yes and no. Do you like elephant? Con sẽ trả lời yes and no. No, I. Yes, I do và no, I don't. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Rồi mình nhảy xuống bậc nữa nha. Bây giờ con sẽ cho con mèo nhảy xuống nha. Oh, sorry. Here, back. Cho con mèo nhảy xuống nha. Ok, and this one, how about this? Number con lỡ con mèo chung con cá mập. Để xem thử. What animal do you like? Con nhìn thành và con trả lời cho cô xem. What animal do you like? I like giraffe. I like giraffe. Ok, see it. Rồi nhảy xuống xem thử nha. Hai nó biến mất luôn. Oh my god. And this one. Con đừng có chơi vậy. Con chơi con mèo nó ở đây đó. Sao con cho con chó nó chạy theo một bọn đi. Okay. Do you like crocodile? Do you like crocodile? No. No, I don't. Okay, and this one. Vậy thì cô sẽ cho con chó nhảy xuống thử. Okay, and the last one. Xem nha. What animal don't you like? What animal don't you like? Con sẽ trả lời là I don't like what? Crocodile. Okay, good. Mình xem nha. Nó nhảy xuống đây. Oh, no, sorry. Here. Rồi, nhảy xuống. Hey, vậy thì con chó nó sẽ không bị ăn hả ta? Okay. Để cô cho nó nhảy xuống một nữa thử nha. Rồi sao nữa? Oh my god. Okay. Okay. Tính ra cô làm nó bay màu luôn rồi đó. Làm cho nó bay màu hả? Ghê vậy. Con dùng cái từ gì ghê vậy? Cái bậc ở bay màu mà mất rồi gọi là nó bay màu hả? Ở chung với con mèo. Rồi xong á, hai bậc nó làm. Rồi cô cho con mèo nó nhảy với con chó nó gặp con mèo xong mới qua rồi chứ. Ok. Now Simon, có câu hỏi gì cho bài học hôm nay không nào? Do you have any questions? No. Rồi vậy mình dừng lại buổi học ở đây ha. Hôm sau mình học tiếp nha. Bye bye con. Bye bye Simon. Con mấy bắt cô. Bye bye. Ok. Con có cây kiếm hả?
Ghê vậy. Kiếm không? Ok, bye bye con nha. Bye bye. Bye bye cô. Ok.